Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Và đầu phần tin sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Nga tăng cường vây bọc trào lửa Avivka, tấn công dồn dập 6 mặt trận. Kyiv cho biết Nga đang tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận tại tuyến tuyến, đồng thời thực hiện các cuộc tập kích mưa hỏa lực vào những thành phố lớn của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19 tháng 11 thông báo, trong 24 giờ qua, Nga liên tục các nỗ lực bao vây chào lửa Abibka ở Donetsk, Ngoài ra, Nga cũng tiếp tục mở sáu mũi tấn công và 6 mặt trận khác. Tổng cộng, Ukraine nói rằng đã có 71 cuộc giao tranh diễn ra trong 24 giờ qua. Trước đó, ông vitali Balabash, người đứng đầu chính quyền quân sự Abdiivka, cho biết lực lượng Nga đang triển khai xe bọc thép, nhắm mục tiêu vào khu công nghiệp và tấn công các vị trí trong thành phố Abdiivka suốt ngày đêm để tấn công các tòa nhà cao tầng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga có thể đang ở gần nhà máy than khổng lồ, một vị trí chiến thuật quan trọng gần con đường chính dẫn tới Abdiivka. Phía Ukraine cho biết Tại mặt trận Abibka, quân Nga tiếp tục nỗ lực vây bọc mặt trận được mệnh danh là Bakhmut thứ hai do mức độ chiến sự khốc liệt trong thời gian qua. Theo thông báo của Kiev, các hoạt động tấn công của Nga ở phía đông Keramik, Novo Bakhmutivka, Stepove, Abibka thuộc vùng Donetsk đều không thành công. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã để lùi 26 cuộc tấn công trong khu vực. Trên mặt trận Sivetschina và Slobodzachina, Ukraine nói rằng Nga duy trì hiện diện quân sự ở khu vực danh giới, tiến hành các hoạt động tấn công dồn dập nhằm ngăn chặn Kiev chuyển quân sang các hướng khác. Tại mặt trận Kubians, quân Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công gần Sinkivka và phía đông Petropavlivka tỉnh Kharkov. Ukraine tuyên bố đẩy lùi 7 cuộc tập kích của Nga. Ở mặt trận Liman, Ukraine nói Nga tiến hành các cuộc tấn công gần Toske ở Donetsk nhưng không thành công. Trên mặt trận Bakhmut, Ukraine nói đã ngăn chặn 8 cuộc tấn công của Nga gần Kritschivka và Andriivka của Donetsk. Ngoài ra, Ukraine cho biết họ đã tiếp tục các hoạt động tấn công tại phía nam Bakhmut gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của quân đội Nga. Tại mặt trận Malinka, Ukraine cho hay đã cản được 22 cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Nga cũng tập kích gần Staromayorsk, vùng Donetsk trong ngày qua. Tại khu vực Đông Nam, Nga tiến hành các cuộc tấn công gần Robotine, Novoprokopivka và phía tây Vekbove, vùng Zabrychia. Ukraine tuyên bố tấn công vào mặt trận Militopol, gây ra thiệt hại về nhân lực và thiết bị cho Nga, làm kiệt sức lực lượng Moskva dọc tiền tuyến. Sau khi Ukraine phản công và không giành được nhiều bước tiến đáng kể, Nga đã tăng cường các nỗ lực tấn công đối phương bất chấp mùa đông đang tới gần. Ngoài ra, Nga cũng tăng cường tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine bằng UAV. Sáng sớm 19 tháng 11, Sergei Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev cho biết, Nga đã tập kích UAV nhằm vào Kiev đêm thứ hai liên tiếp sau vài tuần tạm dừng. Các UAV của Nga đã được phóng đi thành nhiều nhóm và tấn công Kiev theo từng đợt, từ các hướng khác nhau, đồng thời liên tục thay đổi hướng di chuyển dọc đường bay, ông cho biết. Ukraine tuyên bố bắn rơi 15 trên 20 UAV Giran 2 mà Kiev nghi là loại Shahed do Nga mua của Iran. Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Sau 52 ngày tạm dừng, Moscow đã nối lại các cuộc không kích vào Kiev trong tháng này. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác đã cảnh báo rằng Nga sẽ tiếp tục các cuộc bắn phá quy mô lớn vào cơ sở tầng của Ukraine trong những tháng mùa đông nhằm gây áp lực cho Kiev. Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên 7 mặt trận trong 24 giờ. Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên 7 khu vực của mặt trận trong 24 giờ qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đưa tin hôm 19 tháng 11, năm tên lửa, 76 cuộc không kích và 50 cuộc tấn công bằng pháo kích đã được phía Nga thực hiện nhằm vào các vị trí và khu vực dân cư của Ukraine, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Theo thông báo này, tại khu vực Kubian, lực lượng Nga đã thực hiện 7 cuộc tấn công không thành công gần Sinkipka, và phía đông Petropavlivka ở tỉnh Kharkov. Tại khu vực Liman, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một số cuộc tấn công xung quanh Toske ở tỉnh Donetsk. Tại khu vực Bakhmut, 8 cuộc tấn công của Nga gần Krychivka và Andriivka của tỉnh Donetsk đã bị đẩy lùi. Lực lượng Ukraine tiếp tục tiến về phía nam Bakhmut. Trong khi đó, tại khu vực Avdiivka, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục duy trì hệ thống phòng thủ vững chắc tại khu vực này của tỉnh Donetsk, gây thiệt hại đáng kể cho phía Nga. Khoảng 26 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở phía đông Keramik. Novo Bamutivka, Stepove và Andriivka. Tại khu vực Mariupol, quân Nga đã thực hiện 22 cuộc tấn công không thành công tại các khu vực Marinka và Novo Mikhailivka ở tỉnh Donetsk. Tại khu vực Saktas và Zaporizhia, Nga đã tiến hành 3 cuộc tấn công không thành công gần Styro Mayorskin Donetsk. Trận chiến cũng được ghi lại xung quanh Robotine, Novo Prokopivka và phía tây Vekbove của tỉnh Zabrycia. Tại khu vực Kherson, các cuộc phản pháo và các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các vị trí hậu phương của Nga đã được báo cáo, lực lượng Ukraine duy trì vị trí ở tả ngạn của Dnipro. Không quân Ukraine đã thực hiện 6 cuộc tấn công vào nơi tập trung nhân lực khí tài và trang thiết bị quân sự của đối phương. 15 máy bay không người lái kamikaze của Nga đã bị bắn hạ trong đêm. Nhân viên khí tài và thiết bị quân sự cũng như hệ thống pháo binh và kho đạn của Nga đã bị lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine tấn công. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Nga phá hủy cơ sở lưu trữ nhiên liệu trong máy bay Ukraine ở vùng Kirovograd và tấn công các kho đạn của đối phương ở khu vực Kiev. Theo thông báo, không quân tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa pháo binh của cánh quân Nga đánh thiệt hại nặng nhân lực và thiết bị quân sự của quân Ukraine ở 111 khu vực. Nga hé lộ cảnh binh sĩ diễn tập dùng cầu phao vượt sông ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh lính công binh chuyên trách việc vượt sông bằng cầu phao của quân đội nước này diễn tập hành động ở Ukraine. Theo Sputnik, các cuộc tập trận đã cho thấy khả năng của lính công binh Nga trong việc vượt qua trở ngại của các vùng nước rộng lớn khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhà chức trách Nga không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tập trận, nhưng nhấn mạnh lính công binh đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động chiến đấu, đảm trách những nhiệm vụ khó khăn nhất và hỗ trợ cho các lực lượng khác. Đơn vị vận chuyển bằng cầu phao của phân đội chúng tôi có khá nhiều kinh nghiệm vượt chướng ngại vật dưới nước theo nhiều hướng chiến thuật khác nhau, sử dụng các biện pháp tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn ở cả vùng nước rộng và hẹp. Một chỉ huy đơn vị có mật danh Beriu nói. Sĩ quan này khẳng định lực lượng công binh Nga luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào và trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi có thể làm việc cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Đơn vị phối hợp nhịp nhàng, kỹ năng thực hành ở trình độ cao, hầu hết các phân đội đều đã được nhà nước tặng thưởng danh hiệu, ông Berry nói. Ukraine không thấy triển vọng hòa ước, phương Tây lo xung đột kéo dài hơn 5 năm. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết có thể phải mất nhiều thập kỷ để hai nước bình thường hóa quan hệ với Nga. Trong một bài viết hôm 13 tháng 10, ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho rằng Nga và Ukraine có thể sẽ không bao giờ chính thức ký một hiệp ước hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột hiện tại. Trong bài bình luận cho tạp chí NV, ông Buranov nhắc lại việc Nga và Nhật Bản cũng chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình toàn diện sau Thế chiến thứ ba do yêu sách của Tokyo đối với một số quần đảo Kurin của Nga. Ông cho rằng một kịch bản như vậy rất có thể xảy ra trong trường hợp của Nga và Ukraine. Lý do là vì Nga có tham vọng lãnh thổ đáng kể khi nói tới Ukraine, chứ không chỉ liên quan tới Crimea. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công mùa hè được đặt nhiều kỳ vọng của Ukraine hầu như đã trôi qua mà không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào trên các mặt trận. Trở lời phỏng vấn tạp chí The Economist trong tháng này, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny đã mô tả tình hình trên chiến trường đang dần rơi vào thế bê tắc. Triển vọng về một hiệp bước hòa bình giữa Moscow và Kiev vẫn ảm đạm. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chỉ chấp thuận đàm phán sau khi Nga đã rút hết quân ra khỏi lãnh thổ. Nga không chấp nhận đòi hỏi này. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo phương Tây thừa nhận rằng xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm ít nhất 5 năm nữa do thế biên tắc mà không biết nào có thể có khả năng phá vỡ. Việc hỗ trợ cho Ukraine đã gây căng thẳng cho năng lực quân sự phương Tây và cuộc xung đột Hamas-Israel lại càng làm tăng thêm áp lực. Chuyên gia Mark Kansian thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hồi tháng 10 nhận định khi thời gian trôi qua, sẽ phải có sự đánh đổi khi một số hệ thống khí tài chủ chốt được chuyển tới Israel. Một số hệ thống mà Ukraine cần cho phản công có lẽ sẽ không đủ số lượng như Ukraine mong muốn. Tâm trạng kém lạc quan về triển vọng của cuộc xung đột Ukraine cũng được phản ánh qua ý kiến của một số cựu lãnh đạo NATO như cựu tổng thư ký Anders Rasmussen và cựu tổng tư lệnh James Stavridis. Theo ông Stavridis, ở thời điểm này rất khó để Ukraine buộc Nga rút quân hoàn toàn của lãnh thổ. Ông đề xuất Kiev nên ngừng xung đột, nhận được đảm bảo an ninh từ NATO và nhanh chóng tái thiết đất nước. Ưu tiên là dùng ngân sách từ tiền tịch thu của Nga. Ông cho rằng như vậy thì sau vài thập niên, Ukraine sẽ vượt trội Nga về kinh tế, chính trị và xã hội. Liên minh châu Âu EU có thể không bắt đầu các cuộc đàm phán thành viên chính thức với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 năm nay như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, vấn đề này có thể được khối rời lại cho tới tháng 3 năm 2024. Một số nhà lãnh đạo EU đã đề xuất đưa chủ đề này vào hội nghị thượng đỉnh tháng 3 năm 2024 để Ủy ban châu Âu EC có thời gian đánh giá liệu Ukraine có đáp ứng tất cả các điều kiện của EU hay không. Quyết định được cân nhắc trong bối cảnh Hungary có khả năng có thể ngăn chặn sự đồng thuận cần thiết để mở các cuộc đàm phán thành viên chính thức EU với Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đầu tháng 11 cảnh báo Ukraine hoàn toàn chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU. Ngày 18 tháng 11, phát biểu tại Đại hội Đảng Fidesz, ông Orbán nhắc lại quan điểm ám chỉ con đường Kiev gia nhập liên minh còn xa vời, đồng thời nhấn mạnh việc ngăn Ukraine gia nhập EU sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hungary trong những tháng tới. Sửa chữa lời hứa sai lầm của Bruxelles về việc bắt đầu đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên EU cũng sẽ là nhiệm vụ của chúng ta vì Ukraine hiện vẫn cách xa EU nhiều năm ánh sáng. Trong khi EU nhiều lần tuyên bố sẽ sát cánh cùng Ukraine miễn là có thể, Reuters dẫn nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận mới nhất nhằm kiểm tra thực tế về chính sách này đã diễn ra và các nhà lãnh đạo nhận ra rằng nó khá tốn kém đề xuất của đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cam kết bổ sung 50 tỷ euro cho Ukraine đến năm 2027 đã bị chỉ trích từ nhiều phía, không chỉ bởi Hungary. Moscow muốn thu hồi tên lửa đã bán Theo tờ Newsweek, lực lượng Nga đã điều chỉnh chiến thuật trong xung đột với Ukraine, trong đó ưu tiên UAV và tăng tích trữ tên lửa. Thu hồi tên lửa đã bán, nhận định được báo Mỹ đưa ra trong bài viết đăng tải hôm 16 tháng 11 cho biết Nga đã giảm đáng kể việc sử dụng tên lửa tại Ukraine trong thời gian gần đây. Moscow có thể đang xây dựng một kho dự trữ lớn khí tải để sử dụng trong một cuộc tấn công mùa đông. Bên cạnh đó, Moscow cũng chuyển sang sử dụng các loại khí tài khác để tiếp tục cuộc tấn công nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao. Newsweek dẫn lời cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ CNA Samuel Bendet, một chuyên gia về công nghệ máy bay không người lái và quân sự Nga. Moscow đã rút được bài học về thành công của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái và đang tìm cách áp dụng chiến thuật tương tự ông bendes cho biết bộ quốc phòng nga đang mở rộng chương trình hướng dẫn sử dụng máy bay không người lái uav nhằm mục đích tiếp tục mục tiêu điều khiển máy bay không người lái như một loại kỹ năng bắt buộc đối với binh sĩ nga một trong những bài học quan trọng mà quân đội nga rút ra từ cuộc xung đột tại ukraine là nhu cầu đào tạo những chuyên gia huấn luyện uav bốn cánh quạt những người sau đó có thể huấn luyện nhiều binh sĩ khác cách điều khiển chúng bộ quốc phòng nga đang nỗ lực tiêu chuẩn hóa việc đào tạo như vậy ông Bennett nói một nguồn tin được tờ Wall Street Journal công bố ngày 15 tháng 11 tiết lộ các quan chức chính phủ Nga đã liên hệ với các đối tác để đề nghị chuyển giao lại một số thiết bị quân sự và khí tài mà nước này đã xuất khẩu trước đó, có thể cho thấy nguồn cung khí tài trang bị quốc phòng cho cuộc xung đột với Ukraine đang cạn kiệt. Đối tác Ai Cập được cho là đang có kế hoạch gửi lại khoảng 150 động cơ máy bay trực thăng bắt đầu từ tháng 12 tới, trong khi Moscow đang tìm cách thực hiện các thỏa thuận tương tự với các quan chức ở Pakistan, Belarus và Brazil Tuy nhiên, theo World Channel Journal, hiện chưa có thông tin về việc hoàn lại những thiết bị hoặc khí tài khác đã được thực hiện hay mới chỉ nằm trong nội dung các cuộc đàm phán giữa Nga với các đối tác. Theo số liệu thống kê được tờ Pravda của Ukraine công bố, lực lượng Nga đã phóng hơn 100 tên lửa về phía Ukraine vào tháng 9, nhưng chỉ có 40 tên lửa vào tháng 10. Điều này cho thấy số lượng tên lửa trong kho của Nga đang dần cạn. Nga đã cạn tên lửa. Trái với thông tin được World Channel Journal và Pravda đăng tải, Vadim Skibitsky, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR vừa tiết lộ, Nga đang sở hữu 870 tên lửa chính xác cao với tầm bắn trên 350 km, trong đó có 165 tên lửa hành trình hải quân Kalib, 160 tên lửa phóng từ máy bay Kha-55, 101, 555, 290 tên lửa đạn đạo và hành trình thuộc tổ hợp Iskander và 230 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kha-22, 32 số tên lửa này gần như y hệ thống kê cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy Nga vẫn duy trì sản lượng tên lửa đủ để tích lũy. Nhưng họ không thể sử dụng toàn bộ số khí tài này vì phải đảm bảo mức dự trữ tối thiểu theo quy định là 30%, tướng Sikibitsky cho biết. Quân đội Nga cũng cải tiến tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Onyx cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, tăng cường sử dụng tên lửa hành trình không đối đất k 59 với tầm bắn 300 km để tập kích mục tiêu quân sự của Ukraine. Theo tiết lộ của ông Skibitsky, Nga đã xuất xưởng 115 tên lửa dẫn đường tầm xa trong tháng 10, gồm 20 quả đạn Kalib, 12 tên lửa hành trình Iskander-K, 30 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, 4 tên lửa siêu vật âm Kinzhan, 9 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kha-32 và 40 quả đạn hành trình Kha-101. Tốc độ sản xuất tên lửa của Nga không tăng đáng kể so với mùa hè do tác động từ các lệnh trừng phạt. Năng lực hiện tại của họ không cho phép bù đắp khoảng trống do dự trữ trong thời gian ngắn tướng Ukraine nói và cho biết thêm rằng Iran chưa bao giờ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga như giới quân sự phương Tây từng đề cập. Cũng theo tướng Skibitsky, lực lượng Nga chưa tung ra những đòn tấn công tên lửa quy mô lớn như cùng kỳ năm ngoái do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông tin được tướng Ukraine đưa ra khá bất ngờ và xuất hiện sau khi phương Tây từng nhiều lần khẳng định kho tên lửa của Nga sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao. Tờ Financial Times hồi tháng 3 dẫn lời quan chức tình báo Ukraine tuyên bố Kho dự trữ của Nga chỉ còn 90 tên lửa đạn đạo Iskander, 45 quả đạn hành trình Iskander K và 36 tên lửa K-22. Báo Nga nói phi công Ukraine đào tàu. Truyền thông Nga đưa tin một phi công Ukraine đào tàu sang nước này và đang được FSB thẩm vấn. Phi công trực thăng K-52 Alexei Voenvoda, người tổ chức chuyến bay, cho biết một phi công thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã đào tàu sang phía Nga. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đang thẩm vấn phi công này. Hãng TASS ngày 18 tháng 11 đưa tin. Theo ông Voevoda, phi công Quena nói trên là phi đội trưởng. Tuy nhiên, ông Voevoda cho biết chưa thể chia sẻ thêm chi tiết về chiến dịch liên quan tới phi công Quena đào tàu vào thời điểm này. Danin Besnosov, phó lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông của Donetsk do Nga bổ nhiệm, cùng ngày cho biết phi công Quena đào tàu nói trên đã tiếp cận chúng tôi từ ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, giúp đỡ chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin và làm nhiều việc khác. Giới chức Nga chưa công bố thông tin chi tiết liên quan tới phi công Ukraine đào tàu. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Thông tin về vụ đào tàu xuất hiện trong bối cảnh cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine gần như đình trệ. Ukraine tới nay chỉ tái kiểm soát một số ngôi làng trên chiến tuyến miền Nam và miền Đông, không thể xuyên thủng thêm phòng tuyến của Nga. Ukraine hồi tháng 8 thông báo, dụ hàng phi công trực thăng Nga Maxim Kuzminov và trao thưởng khoảng 500 đô la Mỹ cho người này. Tổng cục tình báo quân Ukraine GUR cho biết, Kuzminov đào tàu sang nước này theo kế hoạch dụ hàng được họ triển khai trong 6 tháng, sau không công bố chi tiết liên quan.